Ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc khảo sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Phú Nhuận. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao quận Phú Nhuận có những mô hình sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng đề nghị quận Phú Nhuận đổi mới cách thức xét nghiệm, tầm soát bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Cụ thể, quận cần thí nghiệm ở một phường có cả tổ đỏ, tổ xanh để test mẫu gộp, xét nghiệm nhanh hàng ngày thay cho test PCR 3 ngày một lần nhằm triệt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Về phương thức lấy mẫu không nên lấy tập trung mà phát test nhanh và hướng dẫn cho người dân tự xét nghiệm. Đối với các vùng được làm sạch, địa phương cần vận động người dân tiến hành khử khuẩn vệ sinh toàn bộ khu vực sinh sống. Hiện trên địa bàn quận có 4.421 ca F0, có 99,91% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và hiện đang triển khai tiêm mũi 2. Trên địa bàn quận có hai bệnh viện giải chiến quy mô hơn 400 giường để lo chữa trị cho bệnh nhân F0. Về đảm bảo an sinh xã hội, Ngoài các gói hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh, quận vận động khoảng 50 tỷ đồng chăm lo cho người dân khó khăn.